cho mọi người. Đẹp không? Nhà chị Giáng My đẹp lắm. Kim Anh đang dự tiệc Giáng sinh ở nhà của chị Giáng My. Đây nhá, cho mọi người coi nè. Rất là đẹp, nhà đẹp cực kỳ luôn. Kim Anh đang ở nhà chị Giáng My. Đó, hôm nay là tiệc ăn mừng Giáng sinh sớm. Chị yêu ơi, 5.000, 6.000 người đang hỏi chị đây nè. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah, 6.000 rồi đúng không? Mọi người đang tại nhà của Giáng My và hôm nay thì Nhật Kim Anh đến đây dự Giáng sinh. Xin chúc cho tất cả các bạn Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc nhá. Mọi người thấy không? Mọi người thấy chị Giáng My rất là trẻ và xinh đẹp. Trời, Kim Anh nhiều khi Kim Anh còn thấy Kim Anh già hơn chị nữa. Kim Anh xinh quá, dễ thương quá. Yeah. Ok. Đó, bây giờ mọi người tham quan nhà chị My nha, rất rất là đẹp luôn. Chị My đang tiếp khách. Không, cầm cái cầm. Kìa. Cứ hỏi vậy. Hôm nay chị Giáng My là tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh. Mình đón Giáng sinh sớm ở tại nhà chị Giáng My đây. Bây giờ Kim Anh sẽ đi lòng vòng cho mọi người coi nha. Nhà rất rất là đẹp. Ở ngoài này có một cái hồ cá rất là dễ thương nè. Hello anh Eric. Nghe dễ thương không? Đó. Dễ thương không? Coi cho coi cá. Đó kìa, dễ thương chưa? Trời ơi. Nó hơi bơi bơi kìa. Nhưng mà hơi ít nhỉ. Nãy có một cái hồ cá. Vậy hả? Heyo. Ôi nhà chị My đẹp lắm nha. Ấy. Nhà hoành tá tràng luôn. Chân Kim Anh cũng đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đúng rồi, lâu lắm rồi Kim Anh không có ra album. Cho gặp sư phụ. Sư phụ ơi, đang livestream nè. Đây. Hello. Đây là nhạc sĩ Nguyễn Quang. 7.000 người đang coi sư phụ đó. Đây là sư phụ Nguyễn Quang. Merry Christmas. Merry Christmas. Rất là dễ thương. Merry Christmas. À, đúng rồi an toàn ơi. Đang đi dự tiệc. Thank you.
nhạc. Ok, thôi chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha và ngập tràn hạnh phúc. Merry Christmas nha. Cái mình like cho cả nhà biết là cái mình đang đi tiệc. Màu môi này là đang xài màu số mấy ta, mọi người hỏi kìa. Màu môi là màu số mấy quên rồi. Màu này là màu nude đất nha, màu không ba là màu đỏ. Để coi thử đi. Trời ơi sao lên được. Lên. Màu cái mình đang xài là 102 nha cả nhà. Màu son này là 102. Merry Christmas mọi người nhé. Ok, chúc mọi người vui vẻ nha. Đây. Chào tất cả mọi người thân yêu. Xin mọi người khoảng 3 phút để cho chủ nhà được nói mục đích và ý nghĩa của buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn mọi người, sự hiện diện mọi người và cũng như mọi năm thì chúng ta lại có một ngày Noel cùng với nhau, như những người thân trong gia đình để mình cùng chia sẻ những niềm vui của một năm. Và đặc biệt là mình luôn luôn nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây đều có chung một cái điều, một cái sự suy nghĩ, đó là cho đi để nhận lại. Và ngày hôm nay thì cái sự cho đi của các anh chị đã làm cho ngôi nhà mình rất là ấm áp. Và mình xin được chúc cho tất cả các anh chị một mùa Noel thật là hạnh phúc và bình an. Và xin chúc cho mọi người mãi mãi yêu thương nhau, mãi mãi rạng ngời. Bây giờ thì mình xin phép được thay quyền ca sĩ mời mọi người chúng ta sẽ bắt đầu một đêm Noel sinh nhật. Thì Kim Anh cùng nhập tiệc chung với lại chị Giáng My và tất cả các anh chị ở đây. Chúc mọi người một đêm Giáng sinh thật vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc nha. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.